Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cảm biến siêu âm HCSR04. Thì cảm biến siêu âm này nó có 4 chân. Như các bạn nhìn thấy là VCC là chân cấp nguồn 5V. Trích là chân phát. ECHO là chân thu. Và chân GND là chân nối đất. Thì ECHO các bạn thấy trong âm ly hay là loa đài đấy. Echo tức là vang lại, tức là dội lại đấy. Thì cái cảm biến siêu âm này nó hoạt động theo nguyên tắc như sau. Đây thì mình vẽ cái cảm biến siêu âm ra đây rồi. Thì đây là cái vật chẳng hạn, đây là cái bức tường. Tường. Thì cái chân phát này nó sẽ phát ra một cái sóng. Sóng đập vào cái bức tường này sẽ rồi sẽ nó dội lại. Dội lại cái đơn thu này để nó đo khoảng cách đấy. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó như sau, thì các bạn thấy là cái khoảng cách từ đây sẽ được tính là bằng là khoảng cách S này sẽ bằng là V nhân T. V là vận tốc và T là thời gian. Thì ở đây vận tốc thì đây chính là vận tốc là 344 mét trên giây đấy. Thì đây là vận tốc của âm thanh. Đây cũng là có sóng theo của cái siêu âm này 344 mét trên giây. Thì lúc đó các bạn sẽ đổi ra là bằng 344 nhân với 10 mũ 2 cm đúng không ạ? Trên giây. Các bạn đổi tiếp ra là 344 nhân 10 mũ 2 cm trên là 10 mũ 6 micro giây. Đấy thì khi đó các bạn sẽ tính ra được là 0,0344 cm trên 1 ms giây. Đấy tức là trong 1 ms giây nó đi được 0,344 cm. Thì lúc đó thì có phải là suy ra sẽ khoảng cách từ cảm biến siêu âm tới vật sẽ bằng là 0,0344 sẽ nhân với là cái thời gian t chia 2. Đấy thì tại sao chia 2 thì các bạn nhìn thấy đây thì thời gian của sóng nó đi từ đây đến đây rồi nó lại quay về. Đấy thì ta phải chia cho 2. Đấy thì đây là cái công thức để khi mà mình áp dụng và mình tính khoảng cách thì nó ra như này. Thì cái cảm biến siêu âm này thì mình sẽ kết nối để hiển thị lên cái LCD đây. Thì như cái bài hôm trước là cảm biến nhiệt độ thôi, là mà 35. Thì đây là cái sơ đồ kết nối phần cứng. Thì các bạn thấy là ở đây là chân 5V của cảm biến siêu âm sẽ được nối với 5V của board Arduino. Chân GND của cảm biến siêu âm nối với chân GND của board Arduino. Chân phát trigger sẽ được nối với chân số 11. Chân ECHO, chân thu sẽ được nối với chân số 10 của bạn Arduino. Và đây có một con led. Tí nữa mình sẽ nói rõ là tại sao mình lại mắc con led như này. Thì bên LCD thì vẫn tương tự mắc y hệt LCD như hôm trước thôi. Là cái chân VSS là chân nối đất. VDD là nối dương nguồn. VEE nối với cái chân chạy của biến trở để điều chỉnh độ tương phản. Chân RS mình nối với chân số 7. Chân RS nối với chân số 7. Chân RW kép thì là nối đất. Đây là ở chế độ là đọc dữ liệu ra. Chân E nối với chân số 6. Còn từ D4 đến D7, mình sử dụng là 4 bit thôi, là từ D4 đến D7 sẽ nối với là từ 5 đến chân 2. Đấy, kết nối y hệt như cái kết nối hệt như là bài hôm trước. Thì cái con led đây là mình gắn vào để mình kiểm tra một cái loại lệnh là khi mà cái khoảng cách từ cái cảm biến siêu âm tới vật là giả sử ví dụ mình cho là nhỏ hơn 10 cm chẳng hạn thì là con led này nó sáng, và lớn hơn 10 cm là nó tắt. Thì đây là một cái ứng dụng là trong thực tế, ví dụ bạn giả sử về chống trộm chẳng hạn. Cái khoảng cách bạn từ đo để phát hiện ra vật là nó đây là bạn thay bằng về dơ le
đấy, đầu ra bằng dưa le, ra chuông cảnh báo chẳng hạn. Thì cái sơ đồ kết nối phần cứng nó như thế này. Đấy, nó sử dụng mấy cái chân như này thôi, phần LCD thì không có gì cả. Còn phần cảm biến số âm thì kết nối đơn giản này thôi. Thì về cái chương trình của nó, về cái chương trình đây thì mình nói luôn về cái chương trình của nó. Thì ở đây là thứ nhất là khai báo cái thư viện của LCD. Thì cái này là tự nó có rồi, mình không phải thêm thư viện gì cả, khai báo cái thư viện này ra. Thì khai tiếp theo là khai báo những cái chân LCD sử dụng. Thì đây sử dụng chân 2, 3, 4, 5 tương với RS, N và D4 đến D7. Khai báo một cái chân, đây trích pin, tức là cái chân thu, à cái chân phát là nối với chân 11 của bát Arduino. Chân thu nối với chân số 10 của bát Arduino và cái con LED là ở chân số 13. Thì ở với cái hàm voice setup này thì các bạn sẽ khai báo ra là tín hiệu ra vào như nào. Chân phát tức là output rồi, chân thu là input, LED output. Và LCD.begin đây tức là chạy cái màn hình LCD 16x2 và in ra cái gì đầu tiên là mình in ra thứ là khoa điện. Tiếp theo đến là hàng thứ hai, mình in ra thứ là DT1 D12 K56 và đợi đến 5 giây, tức là những dòng chữ này nó hiện 5 giây xong bắt đầu nó bị đi đo khoảng cách. Thì mình khai báo một cái biến là thời gian kiểu in, tức là kiểu số nguyên, và biến khoảng cách là kiểu farad. Thì ở đây bạn khai báo kiểu in khoảng cách được, nhưng in thì khi đó giá trị của bạn nó trả về nó chỉ là cái số nguyên thôi. Thì đây khoảng cách mình muốn đo là chuẩn xác là ví dụ 5,22 cm chẳng hạn. Ví dụ mình để farad thì nó sẽ hiển thị cho bạn như thế, nếu mà bạn để kiểu in thì nó chỉ hiện là 5,6,7,8 thôi, đấy mà nó không chính xác. Thì đây khai báo hai cái biến thời gian và khoảng cách. Thì ở cái vòng void loop này thì khi mà vừa nãy ta hiển thị được là cái hai cái dòng chữ khoa điện mi DT1 D12K56 thì chúng ta phải xóa nó đi để hiển thị khoảng cách, và chúng ta dùng cái hàm là LCD clear là xóa những cái dòng chữ đi. Sau đó in ra ở cái hàng thứ nhất là khoảng cách cm đơn vị. Sau đó sẽ dùng cái hàm digital wide để đọc ở cái mức, đọc cái chân phát ra ở mức thấp, và delay đây là delay microsecond, tức là 2 micro, tức là cái này để các bạn là phát ra này, phát tín hiệu ra mức cấp mức thao cao, tức là cái này như cái dạng sóng PWM ấy mà các bạn, đây này phát ra mức thấp này, delay này, phát ra mức cao này, delay này, rồi lại phát ra mức thấp đấy. Thì nó để cái hàm mà chính là để tạo sóng ở chân phát ra đấy, các bạn hiểu như là tạo sóng để nó chạm vào vật cản đấy. Khi đó cái thời gian sẽ được tính bằng cái hàm push in, cái hàm này là hàm cố định chứ không phải là mình tự viết đâu nhá. Push in là hàm của Arduino rồi, sẽ đọc ở cái chân thu đấy ở mức cao đấy. Và cái khoảng cách này thì mình vừa nói rồi sẽ bằng là 0,0344 nhân với cái thời gian thứ hai đấy. Sau đó in ra ở cái hàng thứ hai, ở ký tự thứ nhất, hàng thứ hai ký tự thứ nhất, cái từ khoảng cách, tức là cái biến khoảng cách là bằng bao nhiêu đấy. Rồi khi đó mình delay 300 micro giây. Đây là cái delay nhanh hay chậm ở cái chỗ này là cái thời gian mà để nó đọc, nghĩa là cập nhật cái khoảng cách liên tục. Thì cứ đây là cứ sau 300 micro giây là nó cập nhật cái khoảng cách tiếp theo. Ví dụ bạn để, tức là cái này chính là độ nhạy của nó đấy. Thì về tiếp theo là ở cái kiểm tra mà ứng dụng mình mà bảo là chống trộm đấy, thì đây mình đặt là
Nếu mà cái khoảng cách của chúng ta đo được nó nhỏ hơn 10 cm thì cái con led này nó sẽ tắt. Đấy. Và nếu mà lớn hơn 10 cm ngược lại đấy thì con led này sẽ sáng. Thì ở đây tại vì là do mình kết nối với chân số 13 nên là nó cùng với cái con led ở trong board Arduino nên mình phải đổi lại hai cái trạng thái low với high này. Còn thực chất của nó sẽ là nếu khoảng cách nhỏ hơn 10 thì led nó sáng và ngược lại là sẽ tối. Đấy thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Chương trình thì mình nạp vào đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết nối lại. Đây là cái kết nối của nó. Đây mình sẽ cắm cái cảm biến số âm vào. Rồi, mình sẽ cắm nguồn. Đấy thì các bạn thấy hiển thị trong khoa điện DD1, D12, K56. Bắt đầu sau 5 giây nó chuyển sang đấy khoảng cách. Thì đây mình đặt một cái thước kẻ vào đây để đo nó chuẩn là có đúng là đây. Thì các bạn khó tại vì cái thước kẻ nó màu đen khó nhìn thấy cm. Đây mình đặt cái thước kẻ là vào vị trí là 5 cm. Đấy.